quy hoạch biến đảo nhỏ thành địa điểm thu hút đầu tư. Bản Sen và Vân Đồn là hai quận mới được thành lập trong tỉnh Quảng Ninh, với mục tiêu xây dựng thành đô thị hiện đại và bền vững trong tương lai. Quy hoạch đô thị từ năm 2030 đến năm 2050 của hai quận này đã đặt ra những mục tiêu phát triển và chỉ đạo cụ thể, tạo ra một bản đồ quy hoạch chi tiết để hướng dẫn sử dụng đất trong tương lai. Giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2050 nhằm mục tiêu xây dựng các cơ sở hạ tầng, khu dân cư, công viên, trường học, trung tâm thương mại, cụm công nghiệp, cảng cụm, bệnh viện, nhằm phát triển đô thị đồng bộ và hiện đại. Cùng mình lên Golan để xem quy hoạch cụ thể của huyện đảo này như thế nào nhé. Ấn vào khu vực, sau đó nhập địa chỉ vào nè, ấn vào đây để tìm khu vực. Zoom nhỏ lại để mọi người hình dung được hình dạng của khu vực này nha. Sau đó kéo thanh này xuống để thấy bản đồ quy hoạch. Ở đây chúng ta thấy đã có bản đồ quy hoạch rõ ràng từng vùng. Những vùng có ký hiệu như ở đây là vùng đất rừng sản xuất và sẽ được quy hoạch thành đất dịch vụ thương mại. Vào ngay golan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.